Xin chào mấy bạn. Hôm nay nhà gia đình mình nấu cua gạch rang me. Đây là cua Cà Mau nha các bạn. Gia đình mình đi Cà Mau mới mua về 4 kg. Xin mời các bạn cùng xem nha. Quá trời con nào cũng gặp không. Cái cua đang hơi bị ngon, gặp quá trời luôn. Con nào cũng có đặt chén. Đây, mình có nhiệm vụ là mình rửa nha mấy bạn. Còn một chút mình sẽ rước đầu bếp đến từng. Đây, sau khi mình rửa ra sạch sẽ nha các bạn. Mình bẻ ra, rửa thêm lần nữa. Quá đẹp luôn. Gạch không? Bây giờ mình sẽ đem mình thịt thôi. Này cua đã ướp được 20 phút nha mấy bạn. Bột ngọt, tí muối với tiêu. Đây, còn đây là gia vị đây. Đây bột gì? Bột gì? Đây là bột bột năng, tỏi, nước me, nước sốt me. Rồi bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu. Ngày đầu bếp rước tình từ Singapore về nha các bạn. Đầu bếp đây đẹp mà không cho quay, đọc chiêu gì đó. Lại quay cái người quay phim ra. Nhúng bột năng vô hả? Để cho nó giữ là cua nó không bị chảy nước ra đó. Quá trời đập luôn hả? Tắt
Khi sơ đúng không? Lửa nhỏ, sơ điện thì nhất ra ha. Điện chính thì mình mới lên lửa lớn. Rồi cái nồi này, cái nồi này nấu nồi nha. Thau nắp, thau nắp có nè. Này phải hơi nhiều tỏi nha các bạn, nhiều tỏi ăn mới ngon. Này đâu, thau đủ không? Này sốt nè. Chấm bánh mì. Cua đã chiên qua 4 phút. Bây giờ chuẩn bị sắc mè. Xả đây, xả ngay các bạn. Xả dầu. Làm cho thơm. Xào lên cho nó thơm. Xào cho xả với tỏi, có tỏi không? Vậy là cho nó thơm nha các bạn. Tiếng nhỏ quá là không được lớn. Đó, chuẩn bị sắc me. Dầu ơi, tạo nhiều quá. Thì nó chia ra là dầu quá. Quá không hút. Với xả xong rồi như chúng ta đổ cái nước sốt me vô các bạn, ướp gia vị đầy đủ rồi, nãy báo ướp gia vị đầy đủ rồi, rồi cho nó đặc đặc ha, rồi cho nó sắc lại một ít, rồi sắc lại chút nha các bạn. Sau khi sắc lại chúng ta sẽ bỏ cua vô. Cua vô nha các bạn. Nước sốt đã xong rồi, sắc lại rồi. Cua nãy đã được chiên sơ vào 4 phút á. Cậu bé mày dễ thương quá mà không cho cái mặt. Rước mình từ Singapore về. Mai qua đừng kể mẹ nghe nha. Vậy mới vui. Đi số à. Chắc chắn đi đúng chứ. Quá hấp dẫn. Cái này là cái chảo nó hơi nhỏ, thành ra xào mình xót me làm hai chảo nha các bạn. Chảo lớn thì làm nó gọn. Cho một ít nước vô dày rồi nó sẽ hút vào nướng là xong. Rồi chuẩn bị sẽ có cua rang me ra lò. Một ly có không? Không dùng
Wow, khá là hấp dẫn nha các bạn. Xin mời cả nhà ăn cua. Ơ mẹ vẽ con này cho con ơi. Ủa, mẹ biểu con qua đây ngồi mẹ đi cho nó dễ. Ảnh xin sao vậy? Nghi bảo ảnh đi lấy xin chồng chồng rồi hai cho ấy đi cho anh gì hai ngồi sát. Giờ tay dơ sao đẩy. Nè, để xin coi đúng rồi. Ăn đi. Bảo ngồi xin cho ảnh ngồi bảo cho chồng ngồi bảo. Rồi cho ảnh. Ai chậm thử ba vô. Trời thiếu mất cái đá vô làm gì. Ôi nó rụng nè. Cái này. Con ngồi con ăn với chị đi chị nhập chị đó. Còn nhà tự nhiên đi. Mày biết ăn nhiều rồi. Rồi, đúng rồi đó. Ai nói là nó ít lần. Nãy quên giới thiệu. Đây là lão già. Này là lão Giang nha các bạn. Hai xin chào. Ngon quá mấy bạn ơi. Đầu bếp đến từ Singapore ngon quá. Wow.
ngon.